Và hôm nay đang các cầu thủ ở đây đang chuẩn bị vào đường đua. Vâng, mở màn phần thi đầu tiên đó là anh Lam Bọ Cạp. Trông rất là điệu và sành điệu. Đấy, thấy dáng rất là đẹp. Chào Hữu Khuyến nhá. Đi luôn nhá, luôn luôn nhá. Đi luôn, đi cùng một lượt cho. Lượt một lượt á? Tất cả cùng một lượt luôn. Không phải đua, quý. Bấm luôn nhá. Bấm luôn đi, mẹ vào bài luyện tập vào sới nó phải mạnh mẽ lên. Quyết liệt lên. Bấm cho anh bắt này, anh đua luôn này. Bấm lại. Ok anh. Vâng, sau đây là màn mở màn của Lam Bọ Cạp. Chơi luôn đi. Chim lợn chim liếc đàng hoàng vào. Luyện tập này ông nào mà thắng nhiều cũng được giải nhá. Bắt đầu. Vâng, Lam Bọ Cạp vào trận chiến này coi như là rất là hung hãn luôn. Anh em soi kỹ nhá. Đéo ai cổ vũ. Đéo ai cổ vũ cả bởi vì chưa có tiền nên ra là nó chưa máu. Nhưng mà đéo vui thì có tiền cái là nó sẽ nhiệt ngay mà. Có rất nhiều người bảo là đi thi cho nó vui thôi nhưng mà để thắng thì sẽ vui hơn đúng không? Đấy, xong, trừ điểm. Cộng một điểm nhá, không phải trừ điểm anh em. Hôm nay là cộng. Hôm nào cũng cộng hết. Cộng điểm. Cái que các bạn, cái que các bạn. Vâng, đây là một cái bài cực khó đây anh em xem này. Đây 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 đây, vách như thế này mà xe làm thế nào mà qua được. Vâng. Các cầu thủ phải tự coi như là xếp cầu để cho xe qua phù hợp với hốc bánh của mình. Qua cầu rút ván. Lưu ý là anh em đi qua cầu này xong cái là nhớ phải rút ván nhá. Người ta gọi là bài này là bài qua cầu rút ván. Mà không rút ván là chưa điểm. Rồi. Anh lại cần phải có một cái động tác coi như là lấy thẳng xe. Trông có vẻ những cái động tác rất là thôi em, anh đừng ấn nhá, gãy cầu là thôi anh nghỉ luôn đấy. Hơi bé rồi, vâng, mắt của anh đang có vấn đề. Rồi đây đẹp chuẩn. Không cần phải ấn đâu anh ạ. Anh cứ làm sao xếp nó chuẩn, lên thẳng xe là được. Rồi rất là các bạn chuẩn bị xem quả đá cầu của tôi. Đấy, đấy người ta gọi là qua cầu rút ván. Và quả này. Được. Cái này đường to này đi theo xe được đây nhỉ? Ui. Lại thêm điểm nữa rồi, thêm điểm nữa. Lý ý nhá, lái xe mà chạm đá vào chắc là cục bị trừ điểm ấy nhá, trừ lắc luôn đấy. Ý là không dẫm chân lên cỏ nhá. Rồi trừ điểm. Tự nhiên có biết đá vô duyên đấy. Thế em biết được cơ thì mẹ có là phải tránh. Đầu cây là trừ điểm nhá. Ôi đèn này cây rồi. Cây điểm đổ trước. Cây nó đổ trước rồi. Đè bánh lên cây rồi. Rất keo này. Ồ, hình như là anh ấy thì mẹ bài mới bọn nó xếp nó đéo thông báo gì mình cả. Tưởng là sai bài à? Thế mẹ tưởng sai bài. Bạn chủ chức này chết. Đây là freestyle nhá. Kinh. Quay tiếp thoải mái. Đợi anh ấy deep lock xong cái thì anh em cũng bài đỏ hôm qua rồi. Deep lock cũng không giải quyết được gì. Deep lock này nhanh tay lên em. Đấy, deep lock phải nhanh tay lên. Rồi thả deep lock ra. Chống máy leo. Lại phải độ lại khiển cho em ạ. Ấn nút nhả. Cứ mẹ phải còn đi chết. Còn lại còn phải đi nhìn nút thế này nữa thì khó khăn lắm. Vâng. Anh sắp có cục đá vô duyên thế. Rồi trừ điểm. Đấy là 3 điểm rồi. Vâng, vâng anh đã ăn được 3 điểm. 3 điểm, đoạn anh chạy tự do. Mắc kêu. Ui, nhảy thế. Không chạy bên dưới kia thì anh cũng bấm. Mắc ga rồi nhỉ. Vâng, xe này chạy tốc độ rất là trung bình. Đây, nó đã về đích. Thôi, dừng đâu? Dừng. Đã đi. 3 phút 36. Bao nhiêu? 3 phút 36. 3 phút 36 à rồi.